Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video, mình cũng giao lưu chia sẻ là khi mình lần đầu tiên chăn nuôi gà, lần đầu tiên chăn nuôi để kiếm thêm cái thu nhập hoặc chăn nuôi để làm cái kinh tế đấy cả nhà, thì mình nên nuôi gà với số lượng bao nhiêu là hợp lý. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ lên một cái quan điểm cá nhân của mình, chia sẻ đến tất cả mọi người. Thì như cả nhà cũng biết đấy, khi mình lần đầu tiên chăn nuôi đấy thì gần như mọi thứ với mình nó đều mới mẻ, nó đều bắt đầu từ cái con số 0, từ cái cách phòng bệnh, quy trình chăm sóc ấm gà con hay là chuồng trại. Nói chung mọi thứ nó đều bắt đầu từ một con số 0 như một tờ giấy trắng. Vậy mình chăn nuôi với số lượng bao nhiêu để nó đảm bảo cho mình ba cái yếu tố: thứ nhất là vừa giúp mình phát triển kinh tế, cái thứ hai vừa giúp mình vừa chăn nuôi vừa học hỏi cái kinh nghiệm, và cái thứ ba là cái quan trọng nhất, giúp mình không bị cái thiệt hại kinh tế quá lớn. Bởi vì cả nhà cũng biết, khi cái gì mình mới lần đầu tiên mình bắt đầu chăn nuôi đấy thì cái rủi ro nó sẽ rất là cao, nên mình cần phải có một cái số lượng phù hợp nhất để cho nó cân đấu với cái kinh tế cũng như cái mục đích chăn nuôi. Thì trong quá trình mình chăn nuôi đấy cả nhà, thì mình thấy nếu anh chị nào mà lần đầu tiên chăn nuôi đấy thì mình nên nuôi gà với cái số lượng dao động từ 50 con đến 100 con là hợp lý nhất. Bởi vì sao con số 50 đến 100 là hợp lý? Bởi vì nó đáp ứng mình được ba cái tiêu chí tranh cả nhà. Cái thứ nhất, giúp mình phát triển kinh tế, mặc dù cái lợi nhuận nó ít nhưng nó vẫn đảm bảo cho mình phát triển kinh tế là một. Cái thứ hai, nó giúp cho mình học hỏi được cái kinh nghiệm chăn nuôi. Số lượng 50 đến 100 là đủ để mình học hỏi được cái kinh nghiệm chăn nuôi cả nhà, kinh nghiệm từ chăm sóc đến kinh nghiệm từ phòng bệnh cái con gà. Và cái thứ ba cả nhà, nếu lỡ trong quá trình mình chăn nuôi nếu có xảy ra cái sự cố, cái hao hụt, cái dịch bệnh, thì nó cái con số 50 đến 100 ấy, nó cũng không phải là một con số quá đáng kể để mình bị thiệt hại kinh tế quá nhiều. Thì chia sẻ với cả nhà là như vậy. Chứ còn bây giờ ấy, mà các anh chị nuôi ấy, mà trên 100 con, thậm chí 1.000 con ấy, lỡ mà mình lần đầu tiên chăn nuôi nó xảy ra cái sự cố, nó hao hụt không mong muốn, thì mình đâm ra rất là chán nản, rất là dễ bỏ cuộc giữa chừng, khiến cho cái vấn đề làm ăn kinh tế trong cái lĩnh vực chăn nuôi gà của mình nó sẽ gặp vô cùng cái khó khăn cả nhà. Khi đó mình rất là dễ bị chùn bước, đâm ra là mình sẽ bị thất bại. Thì như cả nhà cũng biết ấy, cái con gà là một cái con vật, nó có một cái tập tính tự nhiên rất là tốt, có nghĩa là nó có thể đào sới được thức ăn ngoài vườn, mình có thể tận dụng được mọi thứ. Nhưng mà trước khi để nó tận dụng được mọi thứ của mình, nó có thể sống bằng tập tính tự nhiên ấy, thì mình phải biết quy trình chăm sóc nó. Cái con gà là cái con vật mà gần như cái sức đề kháng nó rất là yếu cả nhà. Từ gà con tới gà giò, thậm chí gà lấy thịt gà lớn, nó đều có những cái căn bệnh cụ thể, tùy vào cái giai đoạn mà nó sẽ bị bệnh khác nhau, nên mình cũng cần phải phòng bệnh cho nó theo từng giai đoạn là như vậy. Cũng như mình phải biết chẩn đoán được bệnh của con gà. Và muốn làm được cái điều đấy cả nhà, thì gần như đối với những người lần đầu tiên chăn nuôi gà ấy, thì gần như người ta sẽ không biết được. Vì thế người ta cần phải trải qua những cái giai đoạn đầu tiên là giai đoạn thất bại, thì người ta mới có được một cái kinh nghiệm. Vì thế cái giai đoạn này mình phải xác định là vừa chăn nuôi kiếm tiền, vừa chăn nuôi để học hỏi cái kinh nghiệm, là một cái tiền đề cho cái tương lai mình và cho nó phát triển. Cũng vì những cái lý do trên, mình nên nuôi với một số lượng từ 50 đến 100, tránh cái rủi ro. Bởi vì cả nhà cũng biết, chắc chắn ai lần đầu tiên chăn nuôi đều sẽ có tỷ lệ hao hụt, và hao ở đây rất là nhiều. Nếu anh chị nào có sự may mắn, có được cái sự đồng hành của những người có cái kinh nghiệm ấy, có người chỉ bảo, thì các anh chị cũng phải hao hụt tầm 15 đến 20%. Còn nếu anh chị nào bắt tay vào nuôi kiểu không có sự giúp đỡ của người xung quanh ấy, thì cái tỷ lệ hao hụt có thể 30, 40, thậm chí là đến 50% cả nhà. Gần như lần đầu tiên chăn nuôi
bị lỗ vốn là cái chuyện đương nhiên và cái chuyện tất yếu xảy ra. Vì thế mình phải khống chế đi cái số lượng là như vậy, khống chế làm sao mà vừa cái số lượng sao mà vừa phát triển kinh tế này, nhưng mà lỡ nó có xảy ra sự cố mình cũng không có bị thiệt hại nhiều, không có bị thiệt hại nhiều cả nhà. Vì thế mình, bản thân em luôn chia sẻ là lần đầu tiên nuôi nên nuôi từ 50 đến 100 con là như vậy. Và một điều nữa cả nhà, chăn nuôi gà đấy, một khi các anh chị xác định là chăn nuôi gà, dù cho chăn nuôi làm kinh tế hay là kiếm thêm cái thu nhập, thì mình phải xác định đấy là một cái lộ trình, có nghĩa là mình phải xác định về lâu về dài, chứ nó không thể ăn xấu được. Những cái lứa gà đầu tiên, thứ hai hay thứ ba mình chấp nhận nuôi để kiếm cái kinh nghiệm, mình chấp nhận nuôi để mình học hỏi. Từ từ khi mình đã có cái kinh nghiệm, cái tay nghề mình nó vững vàng rồi đấy, mình chuẩn đoán được cái bệnh của con gà rồi đấy cả nhà, mình hiểu được thật sự về con gà đó, và cũng như mình hiểu được cái khả năng của mình tới đâu, thì mình mới phát triển theo một cái quy mô số lượng. Và khi đó thì mình mới tập trung 100% vào số lượng, tùy vào cái năng lực của mình, tùy vào cái điều kiện của mình mà mình nuôi với số lượng bao nhiêu. Thì đây là cái chia sẻ của mình là như vậy, chia sẻ thực tế nhất. Nhiều anh chị thấy người ta nuôi 1.000 con, 2.000 con, mình rất là thích, mình cũng bắt về mình nuôi, nhưng mà khi mình nuôi như vậy nó đã quá sức chịu đựng của mình. Mà cả nhà cũng biết cái con người mình ấy, là ai cũng có cái tham vọng cả, nhưng cái tham vọng của mình nó phải dựa trên cái năng lực, mà muốn có năng lực thì nó phải trải qua những cái lần thất bại, hoặc nói một cách chính xác hơn, mình phải trải qua nhiều lứa chăn nuôi để mình đúc kết cho mình những cái kinh nghiệm. Thậm chí những người chăn nuôi lâu năm ngay cả nhà, người ta cũng còn gặp cái trường hợp hao hụt, cũng gặp những cái bệnh, những cái dịch bệnh mà người ta không xử lý được, thì đối với những người mới chăn nuôi nó cũng còn dễ xảy ra. Thì đây là cái chia sẻ của mình là như vậy, chia sẻ đến tất cả những anh chị mình là lần đầu tiên chăn nuôi, mình nên nuôi với số lượng bao nhiêu cho nó hợp lý, để nó đảm bảo, nó đáp ứng cho mình những cái tiêu chí là vừa phát triển kinh tế, vừa giúp mình học hỏi cái kinh nghiệm, cũng như giúp cho mình đỡ thiệt hại cái kinh tế nếu lỡ xảy ra một cái sự cố bất ngờ. Thì đây là cái chia sẻ cá nhân của em, chia sẻ đến cho cả nhà mình muốn chăn nuôi, lần đầu tiên chăn nuôi, để có một cái con số cụ thể nhất để mình tránh cái bỡ ngỡ. Thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà.